Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, ngày hôm nay HNT đang đến với một cái tựa game khá là quen thuộc các bạn nha. Game này là Hungry Shark nha các bạn, tựa game cá mập. Và ở đây mình đang có một cái thành viên rất là đẹp luôn, đang đội một cái chiếc vương miện, kèm theo đó nó là quên một cái quả tiễn sau lưng. Rồi, hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với cái tựa game này ha. Nói sơ qua, ở đây mình đang có vài cái skin cũng khá là thú vị. Một cái đó là màu xanh ha. Cái này thay đổi quần được nữa nè. Ôi, quần cam nha, quần vàng nha, quần trắng nha. Ở đây chắc có lẽ là mình để cái quần vàng đi ha. Quần cam đi các bạn ơi, mình thấy cái màu này nó hợp với cái trang phục này hơn nha. Rồi, và bây giờ thì để mình xem coi anh em chúng ta có cần mua thêm cái gì nữa không nè. Wow, cái này giống như là định vị là vị trí nè. Rồi, ok, thêm một cái ha. Đây. Có tiền nhiều để làm gì? Có tiền nhiều thì để mua đồ chứ làm gì. Rồi, trang bị vũ khí tới tận răng luôn. Thậm chí đó là cho nó viên kim cương hột sòi, mang cho nó sốc nè. Ôi chà. Rồi, bây giờ thì anh em mình cùng nhau vào game thôi nào. Đây. Action, bắt đầu cuộc chơi. Tên tèn, mời các bạn hướng mắt về sân khấu ha. Và anh em nào mà mới đến với kênh HNT Channel thì các bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký nha, subscribe và mở thông báo hình cái chuông. Đó, mở thông báo hình cái chuông lên để HNT ra video hay là livestream thì anh em mới nhận được thông báo nha. Còn bây giờ thì với cái thân hình út ích của chú ấy, ui chà, nhìn nó bơi kìa, cưng dễ sợ luôn ấy. Và wow, ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh, đừng quên để vào cái nút like nha. Và các bạn thấy chưa, con này là nó có một cái sức mạnh rất là bá đạo khi mà mình tràn đầy năng lượng nha. Đây. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ chui thẳng vào khu vực phía dưới nha. Wow, và hôm nay mình sẽ đi kiếm cái con cua các bạn ơi, cái con cua mập. Truy tìm con cua mập để xử nó nè. Đây, giờ mình đang tung tăng tung tẻ nè. Đúng rồi, các bạn có thấy cái bé ú này bay lên trời như thế nào chưa? Hay HNT sẽ được phép review cho các bạn xem về khả năng bay lượn của chú ấy. Wow, chú ấy bay cao quá các bạn ơi. Trời ơi, lao thẳng xuống với một vị thần luôn. Rồi, khu vực này quên nữa, không, bây giờ anh em chúng ta đi mình phải quyết tâm mình đi bắt con cua mới được các bạn ơi. Có một cái con boss cua dưới đây nào mà mình trước đó là mình đã tiêu diệt được một con rồi. Bây giờ thì nay chúng ta sẽ đi hốt nó nữa nha. Wow, ở đây có khá là nhiều game nha. Rồi, di chuyển rồi anh em ơi. Rồi, đi xuống nè. Đây, khi mà các bạn có cái dòng ở trên cổ này nó sẽ hỗ trợ cho nên chúng ta rất là nhiều luôn ấy. Wow. Rồi, cần thêm chiếc quả tiễn nữa các bạn ơi. Mình nhiều khi mà mình chạy không nổi thì quả tiễn nó bắn nó thì thôi rồi. Bé yêu này của mình có khả năng bơm nữa nè. Đây, cái cô bé nhỏ đây rồi. Chắc sắp tới cái hang cua khổng lồ rồi. Mà mình nhớ là cái hang cua nó đi đường dưới chứ nó đâu có đi đường trên đâu ha. Đó, để mình xem bản đồ thử xem. Con cua, cái hang cua là nó nằm đây, nó nằm ở mé này các bạn ơi. Anh em chúng ta phải đi di chuyển lại nè. Đây. Rồi. Wow, đi từ từ mà thông thả luôn nè. Lượng hai bé có học. Ở đây mình nhớ là có nhiều cái con bự giống luôn. Con quái bự mà vô đây sao không thấy con nào hết trơn chúng ta. Wow. Lên nước Nga. Chúng ta lên nước Nga luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ thì anh em đi xuống nha. Rồi để anh Tây nghiên cứu coi nè, cái con đường nào đi đến hang cua. Rồi xem bản đồ lại chứ nha mọi người. Đây, nó nằm phía dưới nha các bạn. Nên chúng ta sẽ chui xuống phía dưới. Không biết các bạn đã tiêu diệt tới cái hang cua là tới hang cua mấy rồi nha. vì anh em chúng ta tiêu diệt con cua đó là đó. Khi mà mình tiêu diệt xong á là nó sẽ có cái con cua mới để anh em mình chiến luôn ấy. Đây đây. Ôi chà, hang cua đã mở ra rồi. Vua cá mập mang trên người một cái quy gì là cái dương miệng các bạn ơi, nói lộn cái quy hiệu. Đây cái dương miệng. Ui cha, con cua nó bự cặp. Wow, con cua nó bự thiệt hơn luôn các bạn ơi. Trời ơi. Rồi rồi, bạn hốt mình đi, bạn mình nè. Đó, quơ mình đi. Đó, đúng rồi. Ui cha, con hốt mình thiệt các bạn ơi. Đây, mình phải ghẹo nó mới được. Đó, mình phải ghẹo cho nó bức xúc lên. Ui trời, nó quơ gì đó. À, nhưng mà mình phải kiếm rồi mình ăn nữa, chứ nếu như mà mình lo mình ghẹo nó không, mình không có ăn đó là mình sẽ cũng củ tỏi. Oh, bơi kiểu bơi ngửa luôn, bơi kiểu gọi là bơi ngửa các bạn ơi. Phải xuống phải trêu ghẹo bạn ấy mới được. Đó, phải chọc cho bạn ấy nổi giận lên rồi mình mới hốt bạn ấy được. Đó, đây cơ hội kẹt hai. Trời ơi, sao nó không chịu xuống. Thiệt chứ. Trời ơi, cơ hội gọi là lâu lâu mới có một lần mà nó không chịu xuống. Ủa, trời ơi, chết tôi rồi, hết máu rồi. Cái con cua này khó quậy ha. Tại mình chơi trên PC ấy cho nên cũng hơi khó điều khiển chút xíu nha anh em. Cái gì anh em thông cảm ha. Giờ mình để mình đi ăn no bụng rồi con này cái đi, mình thấy máu nó tụt quá, mình ớn quá chừng. Ui da. Đây. Đây. Trời ơi, nó không chạy luôn mới đâu. Ôi, tôi gần chết rồi. Con cá kế bên luôn mà không ăn được các bạn ơi, nó xúc dễ sợ. Rồi, bây giờ là anh HNT sẽ lợi trị nó đây. Hello chú. Chú đâu rồi? Đó. Các bạn còn phải ghẹo nó nhiệt tình vào. Khi các bạn ghẹo nó sơ sơ nó sẽ không có chịu, nó sẽ không có rồi. Con này bộ khó vậy. Chỗ này anh em mình còn phải ăn no mới có sức chiến đấu ra. Sao cái hang này nó cho ăn thế. Hai anh ta gần cũng cua tối rồi. Dưới có cua. Chơi trên cái này nó hay bị kẹt cái chỗ rồi là anh em mình di chuyển hơi bị khó đấy mọi người. Đây. Rồi kiếm mấy bé giúp cho mình no bụng rồi sau đó nên chúng ta mới đi giải quyết cái con cua khổng lồ đó được. Đây. Ôi, giỡn hồi của mình chết thiệt ta. Cái này không vui nghe, nãy giờ bị 2 lần rồi đó. Đây, cơ hội. Để biết cơ hội rồi. Đó, anh em mình phải ghẹo nó nhiệt tình vào. Đây rồi. Trời ơi, gõ được cái các bạn ơi, mình dễ sợ hen. Đó, mình phải ghẹo nó bức xúc rồi mình mới hốt nó được. Đó, tại sao hai ba con cá đây mà mình ăn nó không được thì... Wow, mình có củ tỏi nữa sao? Đó. Ui, nó chạy ra ngoài luôn rồi. Trời ơi. Rồi đây anh em mình chạy con. Ui, đi vô lại rồi. Đây. Trang bị đầy đủ. Chưa có đầy đủ lắm này các bạn ơi, máu nó tụt nữa rồi nè. Ui trời. cui xuống dưới nè. Đó, con này nó gần chết rồi, con cua nó gần chết rồi. Mà mình chết trước, con cua nó mới đau. Rồi rồi, mình phải đi gẹo nó mới được. Cua ơi ta bảo cua này. Đó, cua ơi ta bảo cua này, cua ra ngoài ruộng cua cày với ta. Đó. 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 Ôi cha cha, lại bị nó quên đúng nữa rồi. Rồi, em mình lên nè. Cua này nó chạy lẹ thế vậy. Di chuyển bằng chuột nó khó ghê ấy. Rồi nó quýt mình gần chết luôn rồi. Đó, ok chưa? Nữa hả? Ơi, nãy giờ mấy lần rồi. Nguy hiểm quá anh em ơi. Cái gì tắt thở luôn rồi ca. Ca này cậu khó dữ hen. Cố lên, cố lên. Đó. Anh em mình phải nhây với con cua này dữ lắm mới được. Có nữa hả? Rồi, full máu rồi nè các bạn ơi. Bây giờ này chúng ta đi kiếm lại nó nè. Đây, 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 để yêu cua. Anh em mình đó là không để con cua nó quánh trúng được nghe. Chúng ta mà để con cua nó quánh trúng đó là nó sẽ ăn hiếp mình đấy. Đó. Ui, dạ lại bị nó quánh trúng nữa rồi. Bởi vậy chơi trên máy tính thiệt tình nó hơi khó nhiều hơn là khi mà chơi trên điện thoại đấy. Đâu rồi, đâu rồi. Rồi lại sắp hết máu nữa. Con nha. Giờ mới thấy tiêu diệt con cua nó khó. Rồi lại đây để mình me nó, mình ghẹo nó tiếp. Đó, ui trời nó quýnh đích mình đúng rồi. Một cái, quýnh mình một cái, hai cái. Rồi, một cái rồi. Đó, ba cái, một cái. Ui trời nó quýnh trúng luôn rồi. Tức thì quýnh trúng nó luôn. Quýnh nó không được các bạn ơi. Nữa hả? Trời ơi, nhân 10 luôn rồi các bạn ơi. Ca này mà mình chết đó là thì chúng ta sẽ không có giải quyết được rồi. Đó. Me hết sức cẩn thận. Đó. Đó. Đó, thêm cái nữa, thêm cái nữa. Đó. Thêm cái nữa, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiêu tôi rồi. Khó quá cơ. Thế là này chúng ta không giải quyết nổi con cua các bạn ơi. Buồn quá cơ. Và anh em ơi, anh em ủng hộ mình nhạn cái nha. Nhớ đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông lên để các bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ video nào khi mà mình ra nha. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.